Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều Chủ nhật Bắc Mỹ Mountain Time. Ở Việt Nam thì hôm nay là đầu tuần. Cuộc sống ở quê nhà tôi thấy rất là bình yên và nhộn nhịp. Mặc dù coronavirus, nhưng người dân Việt Nam hiện nay đang sống trong một cái sự bảo vệ của một chính quyền rất là ưu việt. Cho nên anh chị em các bạn cần phải trân trọng và nên bảo vệ cái sự bình yên đó. Đừng vì một chút lợi nhuận nho nhỏ nào đó mà mình đem bán rẻ cái quê hương của mình, đồng tiền mình tạo ra nó được. Đừng có gì những cái thứ đồng tiền dơ bẩn của cái đám chống cộng, cái đám mà nó chống phá xuyên tạc ở hải ngoại, nó đem cái dân chủ mỹ dân của nó về trong quê hương đất nước để xúi dục những con người nhẹ dạ cả tin vì tham những cái đồng tiền và đi theo tụi nó chống phá xuyên tạc quê hương đất nước. Không nên, anh chị các bạn. Không phải tôi lên đây để đặng mà tôi xưng hùng xưng bá để được thế này thế nọ đâu. Tôi nói anh chị các bạn, tôi là một người làm ăn kinh doanh và ăn nên làm ra. Những khi anh chị các bạn thấy tôi live stream chia sẻ về những sự thành đạt hay những sự làm ăn của tôi, vì tôi muốn chứng minh những gì tôi nói tôi làm và nó phải đi đúng với cái sự hiện, cái sự thật, chứ không phải chém gió. Không phải như vậy, chỉ mong làm sao cho quê hương đất nước mình được bình yên và người dân của mình ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Các bạn muốn một đất nước tốt, các bạn phải là những người tốt. Còn cái xã hội Mỹ này nó rất là khủng khiếp, chứ không phải giống như anh chị các bạn nghĩ đâu. Cái bối cảnh chính trị và hỗn loạn của Mỹ ngày hôm nay nó đã lột trần bộ mặt thật của một cái xã hội dân chủ mỹ dân mà hàng mấy chục năm nay những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó lên mạng nó kêu rào, nó ca ngợi, nó tăng bốc, nó cho rất là nhiều người ăn cái bánh vẽ. Anh chị em là các bạn và tôi là những người mà yêu nước chân chính, mình không muốn nhìn thấy những người khác họ lầm lỡ, họ bước vào những cái con đường sai trái. Các bạn hãy nhìn đi những bài học vẫn còn đó: Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Cụ Quy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rất là nhiều người. Đấy, các bạn thấy đó, họ là những người mà đấu tranh một cách mù quáng, họ không hiểu gì. Mà khi họ hiểu ra được thì nó đã muộn màng rồi. Ngay cả các bạn thấy nhìn những người từng theo Bác và Đảng như Thứ Dữ, như Bùi Tín nè, các bạn thấy đó, cuối cuộc đời rồi cũng thê thảm te tua, cũng chỉ vì phản bội là quê hương, các bạn thấy không? Hôm qua khi tôi đang lướt Facebook gặp một anh chị, số anh chị các bạn chia sẻ về những cái cuộc live stream vận động của một số trong và ngoài nước với cái chủ đề là Việt Nam là một đất nước đặc biệt, cho nên yêu cầu Mỹ Việt Nam một cách đặc biệt. Khi mà tôi đọc cái đề tài đó, tôi cứ cười suốt. Mình không phải cười cái gì, mình thấy nó hơi lạ. Quên đi các bạn, đừng có ngồi đó mà trông mong Mỹ nó đối xử đặc biệt gì với Việt Nam. Quên đi, Việt Nam mình là một quốc gia tự cường tự lực, một quốc gia mà cha anh chúng ta đã gây dựng nó có được ngày hôm nay. Mình không cần bất cứ một cái ngoại bang nào mà đối xử với mình mà Việt Nam mình một cách đặc biệt. Các bạn quên đi, tôi nói thật đấy. Đừng có nghĩ là Bill Gates đem tiền từ thiện vào Việt Nam hay Mỹ nó đem cái đồng tiền nào đó Việt Nam là mình ngồi đó là mình nghĩ là mình được đặc biệt. Quên đi, tôi nói cho các bạn biết, nhìn rõ cái bộ mặt thật chính trị của Mỹ, những cái tay mà từ thiện của Mỹ nó rất là quyền lực. Các bạn thấy nó lộ rõ hôm nay, ngay cả Bill Gates là một cái tên giết người không gớm tay. Tôi nói cho anh chị các bạn biết, hắn ta sử dụng cái đồng tiền của hắn để đặng mà đi dụ dỗ những cái quốc gia nghèo, những cái quốc gia mà đang phát triển đó. Tôi nói anh chị các bạn, vừa rồi ông Trump ngăn cản Bill Gates giết hàng nghìn những đứa trẻ, dùng ông ta thử thuốc Covid cho trên những cái đứa trẻ ở bên châu Phi đó. Ông Trump ngăn cản lại cứu những đứa trẻ đó và những người dân ở bên châu Phi đó. Cho nói cho các bạn biết,
tụi nó làm giàu, nó đem thuốc. Cái thời ông Obama, anh chị các bạn biết cái vấn đề mà bệnh dịch Ebola đó, lão Obama qua bên châu Phi, về ngay tận châu Phi, cái dân da đen của mình đó, nó thuốc nó chích vào cái người dân da đen để đặng mà nó thử thuốc, để đặng mà nó test những cái thuốc đó, nó đem ngược cho về nó bán buôn, nó đầu tư. Các bạn quên đi, đừng có ngồi đó mà mong Mỹ sẽ ban cho Việt Nam đặc biệt, tại vì Việt Nam là quốc gia đặc biệt. No, chúng ta phải tự lực tự cường và tự đứng đứng trên cái đôi chân của mình. Nếu mà Mỹ mà đặc biệt thì ngày xưa các bạn nghĩ đi, Mỹ nó đâu có cấm vận Việt Nam một cách thô bạo như vậy. Có nhiều người nói ô, Clinton mở cấm vận Việt Nam là ban phát cho Việt Nam một cái ân huệ. No way, tôi nói cho các bạn biết, nó thả con tép, nó bắt con tôm, nó thao túng, nó thao túng từ 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 từ. Không, để máy ngang nha bro. Việt Nam anh em chúng tôi sống ở đất Mỹ này, anh em chúng tôi biết quá nhiều về cái sự nghị dân. Nó không có đơn giản gì đâu. Ngay cả cái anh bạn mà mới gửi cái video muốn lên chia sẻ, anh bạn này là một người trẻ rất là có tâm mà đang ở Cali đó anh chị các bạn. Tôi với anh bạn này chiến đấu mấy chục năm trên không gian mạng này, rất là vui. Cái đám chống cộng hỗ tả tụi nó khốn nạn lắm chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Đừng có ngồi đó mà mong Mỹ phải làm cái gì đó đặc biệt cho Việt Nam. Anh để mấy ngang đó Việt Nam. Cho nên không biết em có lên được không nha, sau tình hình bên đó thế nào rồi. Thì tôi xem cái đề tài đó, các bạn đừng bao giờ mong, đừng bao giờ có những cái suy nghĩ. Các bạn đã có được những thành quả hôm nay, những người lãnh đạo họ đã phải ngoại giao đi tìm những cái đối tác, mình đối tác có lợi cho nhau thôi. Đừng có mong rằng, nhiều khi có nhiều người tôi thấy lên mạng thấy ông John Kerry qua Việt Nam rồi bố tặng cho Việt Nam ít tiền này kia, tụi nó thả con tép nó bắt con tôm á. Em ơi, mày giúp đỡ thì tao lấy, nhưng mà đừng có ngồi đó mà ôm nó nha. Tiền đó thôi, những bài học lịch sử trong cái cộng đồng thế giới này còn đó anh chị các bạn. Cái bắt tay của ông Obama với lại ông đại tá Gaddafi, cái người mà tổng thống của nước Libya đó, thì cứ bắt tay thôi đó, nó giết ổng thì có không, nó đưa ổng vô cũng mời qua Liên Hợp Quốc họp hội xong rồi nó bắt tay ổng, ổng sẵn sàng đền bù, bỏ ra mấy tỷ để đằng mà đền bù cái thiệt hại về chiếc Panama đó, chiếc máy bay mà tôi quên đó. Anh em các bạn thấy khủng khiếp lắm chứ không dám đâu. Đừng ngồi đó mà chờ Mỹ sẽ ban phát cho Việt Nam đặc biệt. No, ê, tao với mày chỉ có chơi sòng phẳng thôi. Tiền trao cháo bốc, tiền chúc cháo đông, bài đanh. Bây giờ tôi sống ở bên Mỹ này, tôi nói cho các bạn, tôi chưa bao giờ tin vào cái hệ thống chính trị của Mỹ. Tại vì Mỹ này nó là một cái hiệp Trung Quốc, đất này cũng không phải là đất của nó đâu. Nó không qua đây, nó cho ý của người ta thôi. Thì mình đến sau thì mình bỏ tiền ra công sức mình làm ăn, cái cuộc sống ở quê nhà nó tốt hơn bằng những tiếng nói của mình, làm sao tới tay những cái người mà người ta không có cơ hội để người ta biết về nước Mỹ, cái hệ thống dân chủ của nó, tam quyền phân lập của nó thối nát một cách tệ hại. Cái cuộc bầu cử dù lần này nó đã bộc lộ bản chất của cái tam quyền phân lập, mà biết bao nhiêu những người Việt trong và ngoài nước, những thành phần bất mãn chế độ, nó ca ngợi nó như là một cái gì đó mà nó khủng khiếp. Rất là vui anh chị các bạn, mình vui không phải là vui trên sự đau khổ người khác, mình vui là cái sự thật nó đã được phơi bày ra. Mà bấy lâu nay ít ai mà có để đặng mà nói lên hết tất cả những cái sự thật như vậy. Bây giờ đã có quá nhiều người họ đã nhìn thấy được, họ đã phân biệt được cái gì ở quê nhà và ở xứ người ta. Anh mời lên lần nữa nha, ai ở Việt.